Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay, thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới trong xu tăng nhẹ, đứng ở mức 2.607,9 đô la Mỹ cho một ounce. Nhìn chung trong vòng 24 giờ qua, giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục giảm với tỷ lệ giảm là 0,56%, tương ứng với mức giảm là 14,59 đô la Mỹ cho một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ cũng tiếp tục tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 0,32%, giao dịch ở mức 102,88 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm nhẹ, đứng ở mức 60.600 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,069% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng, đứng ở mức 73,39 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 1 triệu đồng trong một lượng trong hai phiên vừa qua. Vàng thế giới giảm trong bối cảnh đồng đô la Mỹ tiếp tục nhích lên và dòng tiền trở lại với thị trường cổ phiếu Mỹ, bất chấp siêu bão Milton sắp đổ bộ vào Mỹ, có thể gây thiệt hại ước tính lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Đồng bạc xanh lại nhích lên tiếp khi mà nhiều đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới chịu áp lực lớn từ hoạt động bơm tiền và hạ lãi suất của ngân hàng trung ương các nước. Một đồng đô la Mỹ mạnh lên gây áp lực lên các loại hàng hóa, trong đó có vàng. Hơn thế, dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại với cổ phiếu Mỹ trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ vẫn phát ra các tín hiệu tích cực. Thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc sau khi mà tăng mạnh tới 20-30% trong 2 tuần trước đó, góp phần khiến cho đồng đô la Mỹ và chứng khoán Mỹ đi lên. Giới đầu tư hoài nghi về gói kích thích kinh tế của chính quyền Bắc Kinh. Cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Trung Quốc đã giảm mạnh nhất trong hơn 4 năm qua do các nhà đầu tư mất kiên nhẫn với tốc độ thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế của Bắc Kinh và dữ liệu chi tiêu yếu kém trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Tuy nhiên, thì về mặt xu hướng của giá vàng, vàng giảm giá còn rõ áp lực chốt lời. Sau khi mặt hàng kim loại quý này tăng vũ bão và liên tiếp lập kỷ lục cao hồi cuối tháng trước, việc giảm giá là không tránh khỏi, kể cả nếu vàng trong xu hướng tăng trong dài hạn. Trước đó, vàng được dự báo sẽ tăng giá tới ít nhất là giữa năm 2025 theo xu hướng giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Fed đã bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất từ giữa tháng 9 vừa qua và phát tín hiệu sẽ cắt giảm lãi suất tới năm 2026. Điều này cũng đồng nghĩa với áp lực sẽ đè nặng lên đồng đô la Mỹ và vàng sẽ hưởng lợi. Tuy nhiên thì đồng đô la Mỹ gần đây quay đầu tăng trở lại sau một đợt giảm sâu. Giới đầu tư lo ngại Fed sẽ không tiếp tục mạnh tay cắt giảm lãi suất 0,5% vào cuộc họp tháng 11 mà có thể chỉ ở mức 0,25% khi mà kinh tế Mỹ vẫn khá mạnh mẽ. Trước mắt thì đồng đô la Mỹ vẫn phục hồi và đi lên khi mà dòng tiền trở lại vào đồng bạc xanh. Giá vàng sẽ cùng một lúc chịu áp lực điều chỉnh giảm từ một đồng đô la Mỹ mạnh và hoạt động bán chốt lời cũng như hoạt động bán khống đối với mặt hàng kim loại quý này. Ở chiều ngược lại, dẫn nguồn từ Investing trong một lưu ý đưa ra trong ngày thứ tư, UBS đã nâng dự báo giá vàng, dự đoán giá sẽ đạt mức 2.800 đô la Mỹ trên một ounce vào cuối năm 2024 và tăng lên 3.000 đô la Mỹ trên một ounce vào năm 2025. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến các bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng nhẫn neo ở mức cao gần 84 triệu đồng trên một lượng, nhưng để mua được vàng nhẫn, người dân phải canh giờ xếp hàng và cửa hàng bán ra nhỏ giọt hơn cả thời bao cấp. Cụ thể, với mặt hàng vàng miếng SJC khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, mua vào mức 83 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 85 triệu đồng trên một lượng, chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này được áp dụng cho đa số các hệ thống kinh doanh vàng trong nước. Chỉ có riêng hệ thống vàng Mỹ Hồng là chiều mua vào đang cao hơn các hệ thống kinh doanh còn lại, mặc dù trong phiên cuối ngày hôm qua được điều chỉnh giảm nhẹ, đang mua vào mức 84,20 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 85 triệu đồng trên một lượng. Còn đối với mặt hàng vàng nhẫn, giá nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác khép lại phiên hôm qua bằng một phiên giảm khá mạnh. Với nhẫn bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mua vào mức 81,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 83,10 triệu đồng trên một lượng, giảm 200.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều. Nhẫn 3 số 9 tại Mi Hồng mua vào mức 82,70 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 83,20 triệu đồng trên một lượng, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều vào và chiều bán ra. Nhẫn 4 số 9 tại PNC mua vào mức 82,30 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 83,30 triệu đồng trên một lượng,
giảm 400.000 đồng trên một lượng mua vào, 300.000 đồng trên một lượng bán ra. Nhẫn tròn bố số 9 Hương Thịnh Vượng tại Doji mua vào 82,30 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 83,30 triệu đồng trên một lượng, giảm 400.000 đồng trên một lượng mua vào, 300.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Nhẫn tròn bố số 9 Phú Quý giảm 350.000 đồng trên một lượng mua vào, 300.000 đồng trên một lượng bán ra. Đang mua vào mức 82,35 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 83,30 triệu đồng trên một lượng. Chi tiết của bảng giá này, kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Theo ông Hoàng Văn Yên ở quận Đống Đa, Hà Nội cũng tiếc nuối vì đến mua vàng nhưng cửa hàng không nhận thêm khách mới vì khách đang xếp hàng quá đông. Chưa bao giờ tôi thấy có tiền mà mua vàng lại khó như bây giờ. Mua vàng mà cũng cần đến phiếu và phải xếp hàng, cứ như thời bao cấp xếp hàng đi mua gạo vậy, ông Yên nói. Tình trạng cửa hàng khan hiếm vàng và ngừng bán ra diễn ra từ nhiều tháng nay tại Hà Nội. Đầu tiên, các cửa hàng thông báo dừng bán vàng miếng, nguyên nhân được cho là Ngân hàng Nhà nước đang ưu tiên bán vàng cho 4 ngân hàng thương mại quốc doanh và công ty vàng bạc đặc quyền Sài Gòn để bán vàng trực tiếp cho người dân, nên không cung cấp cho các doanh nghiệp khác nhiều như trước. Sau đó một thời gian thì đến lượt vàng nhận bộ số 9 cũng khan hiếm và các cửa hàng bắt đầu dừng bán mà chỉ thu mua lại của người dân. Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện trạng trên là do Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa có động thái nào cho phép các doanh nghiệp kinh doanh vàng được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu. Điều này đã diễn ra hơn 10 năm qua. Ngoài ra thì việc cơ quan công an đã triệt phá nhiều đường dây vàng lậu nên nguồn cung vàng nguyên liệu trên thị trường rất khan hiếm. Do vậy mà vàng nhẫn từ chỗ dồi dào đã khan hàng trong suốt nhiều tháng qua. Đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ khan hàng thương mại mua vào mức 24.635 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.025 đồng trên 1 đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.250 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.360 đồng trên 1 đô la Mỹ. Không có thay đổi về giá sau khi tăng 100 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào, 110 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra trong phiên ngày hôm qua. Phần cuối cùng bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 8.300.000, bán ra 8.500.000. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên 1 lượng. Đơn vị đọc bảng giá này là triệu đồng trên 1 chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 8.300.000, bán ra 8.500.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.300.000, bán ra 8.500.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 8.300.000, bán ra 8.500.000. Phú Quý SJC mua vào 8.300.000, bán ra 8.500.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.300.000, bán ra 8.500.000. Mi Hồng SJC mua vào 8.420.000, bán ra 8.500.000. Tiếp đến là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8.300.000, bán ra 8.500.000. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 8.300.000, bán ra 8.500.000. Tiếp đến là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì không có thay đổi về giá, chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 8.300.000, bán ra 8.500.000. STC Huế, Miền Tây, Quảng Ngãi, Biên Hòa, Long Xuyên mua vào 8.300.000, bán ra 8.500.000. STC Bạc Liêu, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.300.000, bán ra 8.500.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 8.180.000, bán ra 8.310.000. Vàng bộ số 9 mua vào 8.175.000, bán ra 8.280.000. Vàng 24K mua vào 7.998.000, bán ra 8.198.000. Vàng 18K mua vào 5.975.6.000, bán ra 6.225.6.000. Vàng 14K mua vào 4.592.7.000, bán ra 4.842.7.000. Vàng 10K mua vào 3.218.1.000, bán ra 3.468.1.000. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.